Tập 2, Lỗ Chí Thâm. Sử Tiến rời núi Thiếu Hoa, một mình đi được hơn nửa tháng trời, hôm ấy đến ngoài thành Vị Châu. Sử Tiến nghe nói Vị Châu cũng có phủ Kinh Lược, nghĩ rằng sư phụ Vương Tiến có lẽ ở đó, bèn quyết định vào thành nghe ngóng. Vào trong thành, thấy rất nhiều đường phố, sau đành vào một quán trà nhỏ ở đầu đường. Chủ quán đi pha trà, Sử Tiến bèn hỏi hắn có biết gì về sư phụ không, nói rằng, xin cho hỏi trong phủ Kinh Lược có vị nào là giáo đầu Vương Tiến ở Đồng Kinh không? Chủ quán bảo, ở đây có 3-4 vị họ Vương, không biết là vị nào. Đang khi hỏi thăm sư phụ, bỗng thấy một tráng sĩ có dáng vẻ là quan nhân bước vào quán. Chủ quán vội ra đón vào, lại bảo Vương Tiến hỏi thăm tráng sĩ ấy, nói rằng, khách quan muốn tìm Vương giáo đầu, có thể hỏi vị đề hạt này. Sử Tiến vội đến gặp, hai bên nói rõ họ tên, mới biết hắn là đề hạt Lỗ Đạt của phủ Kinh Lược. Lỗ Đạt cũng đã nghe người ta nói Cửu Văn Long Sử Tiến đại náo Sử Gia Trang, bảo rằng, đây là phủ tiểu Trung Kinh Lược, giáo đầu Vương Tiến có lẽ đến phủ lão Trung Kinh Lược ở Diên An rồi. Hai vị hảo hán nói chuyện, vô cùng tâm đầu ý hợp. Lỗ Đạt nắm tay Sử Tiến, định mời hắn đi uống rượu, nói rằng, nghe danh không bằng thấy mặt, ngươi với ta ra phố uống vài chén rượu. Hai người rời quán trà, đi chưa xa lắm, thấy trên quảng trường có đám đông vây kín lấy một người đang diễn trò. Sử Tiến rẽ đám người vào xem, thì ra là một kẻ giang hồ mãi võ bán thuốc, lại nhìn kỹ người ấy, thì ra là sư phụ mình lúc mới tập võ tên là Đã Hổ Tướng Lý Trung. Sử Tiến bảo, sư phụ, đã lâu không gặp. Lý Trung nói, hiền đệ, sao ngươi lại đến đây? Lỗ Đạt thấy là sư phụ Sử Tiến, bèn mời Lý Trung nhặt nhạnh các gói thuốc, thu xếp thương gậy, cùng đi uống rượu. Ba người đến tửu lầu, vào ngồi trong phòng lịch sự. Tửu bảo nhận ra là Lỗ Đề Hạt phủ Kinh Lược, bèn phục vụ ân cần, hỏi rằng, quan nhân, dùng món gì? Lỗ Đạt bảo, hỏi cái gì? Có món gì ngon, mang cả lên. Ba người vừa uống vừa bàn luận, đang lúc vui vẻ chuyện trò bỗng nhiên từ căn gác cạnh tường vọng sang tiếng khóc nghẹn ngào. Lỗ Đạt không chịu được tiếng khóc lóc, bèn gọi Tửu Bảo đến hỏi nguyên do, bảo rằng, người nào bên cạnh dắt khóc lóc, quấy rối lúc chúng ta uống rượu. Tửu Bảo thưa, đó là hai cha con nhà Hát Rong, bị ức hiếp. Lỗ Đạt nghe nói là hai cha con người Hát Rong, liền bảo Tửu Bảo gọi tới. Chẳng bao lâu, Tửu Bảo dẫn đến một cô gái độ 18-19 và một ông lão gần 5-60 tuổi. Lỗ Đạt hỏi cha con họ vì sao mà khóc. Cô gái gạt nước mắt kể đầu đuôi. Nguyên cô gái tên là Kim Thúy Liên, người ở Đông Kinh, cùng cha mẹ đến Vị Cháo tìm người thân. Không ngờ, người thân đã chuyển đến huyện Nhạn Môn thuộc Đại Châu rồi. Mẫu thân vì khó nhọc, nên mắc bệnh nặng, chết ở quán trọ. Sau khi chôn cất mẫu thân, tiền đã cạn, quần áo, đồ dùng cũng bán hết cả, hai cha con không về được quê nhà. Bấy giờ có một nhà tài chủ ở đất này là Trấn Quan Tây Trịnh Đại Quan Nhân, vì thấy cô gái vừa mắc, bèn nài ép cưới làm vợ bé. Viết văn tự giả nợ 3.000 quan tiền, lừa bắt cô ta về nhà. Cô ta về nhà họ Trịnh, vợ cả dữ dằn quá, luôn đánh chửi, được hơn 2 tháng lại đuổi cô ta đi. Cô lại đi tìm phụ thân, hàng ngày đến các quán rượu Hát Rong kiếm sống. Không ngờ Trịnh Đồ lại đến bức bách, nhưng thà chết không chịu về nhà hắn nữa, hắn bèn đưa văn tự giả đòi tiền chuộc ra. Người ngoài đều biết cha con cô bị Trịnh Đồ lừa gạt, nhưng Trịnh Đồ hung hãn, không dám nói câu nào, hắn bắt cha con cô trả nợ đúng hạn. Hàng ngày kiếm được bao nhiêu chỉ cho giữ lại một ít đủ để ăn cháo. Hai hôm nay vì quán rượu vắng khách, không có tiền trả nợ, sợ hắn đến đòi sẽ bị hắn chửi mắng. Hai cha con đau lòng, kêu oan không được, vì thế ngồi khóc. Lỗ Đạt lại hỏi Kim Lão, Trấn Quan Tây Trịnh Đại Quan Nhân ở chỗ nào, mới biết Trấn Quan Tây là Trịnh Đồ mở hàng bán thịt ở dưới cầu Trạng Nguyên. Lỗ Đạt nghe xong nổi giận đùng đùng, lập tức đòi đi trả hận cho cha con Kim Lão, nói rằng, lũ độc ác như thế, không đánh chết hắn đi còn để làm gì. Sử Tiến, Lý Trung vội khuyên can. Lỗ Đạt lấy số bạc dắt theo đưa hết cả cho cha con Kim Lão. Sử Tiến, Lý Trung mỗi người cũng gấp mấy lạng, bảo họ tính toán trở về quê nhà. Cha con Kim Lão bái tạ. Ba người uống rượu xong, bèn chia tay nhau. Sử Tiến, Lý Trung ai nấy tự đi tìm quán trọ. Lỗ Đạt trở về nơi trú ngụ, cũng chẳng buồn ăn cơm, lúc ngủ vẫn còn bực bội. Hôm sau, trời mới tảng sáng, Lỗ Đạt vì nghĩ đến chuyện cha con Kim Lão, bèn đến quán trọ nơi họ ở. Bấy giờ Kim Lão đã trả xong tiền cơm tiền trọ, đang chuẩn bị cùng con gái lên đường, nhưng bị tiểu nhị quán trọ ngăn lại. Đang lúc đôi co, Lỗ Đạt đi tới. Tiểu nhị quán trọ toan thay mặt Trịnh Đồ nói rằng, bọn họ còn thiếu tiền Trịnh Đại Quan Nhân, liền bị Lỗ Đạt tát một cái, ôm đầu chạy vào trong quán. Lỗ Đạt bảo, tiền của Trịnh Đồ để ta trả cho hắn. Cha con Kim Lão đi rồi, Lỗ Đạt vẫn sợ tiểu nhị quán trọ đuổi theo ngăn cản, bèn lấy một cái ghế ra ngồi trước cửa 2 giờ liền, đợi khi họ đi xa, mới đứng dậy. Lỗ Đạt đi thẳng đến cầu Trạng Nguyên, tìm đến cửa hàng thịt của Trịnh Đồ, thấy Trịnh Đồ đang ngồi trong quầy bán thịt. Lỗ Đạt lên tiếng gọi Trịnh Đồ, Trịnh Đồ thấy là Lỗ Đề Hạt, vội vàng chạy ra khỏi quầy thi lễ với hắn. Trịnh Đồ lấy ghế mời Lỗ Đạt ngồi. Lỗ Đạt đòi hắn đích thân thái thịt, nói rằng, theo lệnh của Kinh Lược tướng công phải có 10 cân thịt nạc thái nhỏ, 10 cân thịt mỡ cũng thái nhỏ, Trịnh Đồ không dám không nghe.
Lúc ấy tiểu nhị quán trọ đến báo, nhưng thấy Lỗ Đạt ngồi trước cửa, đành đứng ở đằng xa. Trịnh Đồ thái thịt đến nửa giờ, chia làm hai gói nạc mỡ, dùng lá sen gói lại, hỏi Lỗ Đạt cần người mang đến tận nơi không. Lỗ Đạt không đáp, lại nói cần 10 cân thịt sườn băm thật nhỏ nữa. Trịnh Đồ cũng bực tức, bèn nói mấy câu, rõ ràng là giỡn tôi rồi. Lỗ Đạt bảo, thì đúng là giỡn người đó. Lỗ Đạt nghe thế, cầm hai gói thịt bọc lá sen ném vào mặt Trịnh Đồ. Thịt văng tung tóe khắp nơi, dính đầy mặt mũi mình mấy Trịnh Đồ. Trịnh Đồ nổi giận, cầm lấy con dao thái thịt, nhảy ra khỏi quầy. Lỗ Đạt rảo bước ra giữa phố, các nhà hàng sớm đều đứng cả ra cửa mà xem. Người đi đường hai bên đều đứng lại, tiểu nhị quán trọ cũng kinh sợ. Trịnh Đồ tay phải cầm dao, tay trái níu lấy Lỗ Đạt, Lỗ Đạt bèn thuận tay nắm chặt lấy tay phải hắn, bước tới giờ chân nhằm bụng dưới đá một cái, hất hắn ngã lăn ra đất. Trịnh Đồ vùng dậy không được, còn dao văng sang một bên. Lỗ Đạt sấn tới, đặt chân lên ngực hắn, vung nắm đấm lên, vừa đánh vừa chửi rằng, ngươi ý thế ức hiếp người, lừa gạt, cưỡng bức Kim Thúy Liên như thế nào? Đấm quả thứ nhất hắn còn chưa sợ, đến quả thứ hai, bèn la lên xin tha mạng. Lỗ Đạt nói, nếu ngươi cứng cỏi tới cùng, sẽ tha cho ngươi, nếu ngươi kêu xin, ta lại không tha cho ngươi. Lỗ Đạt lại đấm một quả nữa, trúng huyệt thái dương của Trịnh Đồ, thấy hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, miệng thở hắt ra, không hít vào được, nằm yên không cửa quậy. Lỗ Đạt thấy thế, nghĩ thầm trong bụng, bản tâm chỉ muốn dằn mặt hắn, không ngờ mới đấm ba quả hắn đã chết. Nếu đến quan tự thú tội thì chẳng có ai thăm nuôi, chỉ bằng sớm chạy là hơn. Thế rồi rảo bước đi vừa nói rằng, ngươi là đồ vô lại giả chết, ta lại mắc lừa ngươi sao? Lỗ Đạt trở về nơi trú ngụ, vội vàng lấy một ít quần áo và tiền ăn đường, vắt một cây côn, đi thẳng tới cửa nam, ra khỏi thành Vĩ Châu. Đi được mấy hôm ấy đến huyện Nhạn Môn. Hắn vừa tới cổng thành, thấy đám đông xùm quanh tờ cáo thị. Lỗ Đạt không biết chữ, bèn len vào nghe xem có chuyện gì. Có người đọc rằng, theo lệnh ti chỉ huy sứ phủ Thái Nguyên, theo như công văn của Vĩ Châu, lùng bắt kẻ giết Trịnh Đồ là phạm nhân Lỗ Đạt, nguyên đề hạ phủ kinh lược. Ai bắt được hoặc báo tin cho quan nha, được thưởng 1.000 quan tiền. Lúc ấy, sau lưng bỗng có một người gọi to một tiếng, Trương đại ca, ngài ở đây à, rồi ôm ngang lưng Lỗ Đạt, lôi đi chỗ khác. Lỗ Đạt để người ấy kéo đi một quãng, rồi xoay người lại nhìn xem, thì ra là người hắn đã cứu giúp ở Vĩ Châu, tức là Kim Lão. Kim Lão nói, ân nhân to gan thật, nay người ta đang lùng bắt ngài, xin ngài hãy đến nhà tôi ở vài ngày trước đã. Kim Lão và Lỗ Đạt vừa đi vừa nói chuyện. Thì ra hai cha con hắn rời Vĩ Châu, giữa đường gặp một người bạn già buôn bán khi xưa, bèn dẫn cha con hắn đến xứ này, làm mối cho con gái hắn, lấy một tài chủ ở đây là Triệu Viên Ngoại. Kim Lão nói, tiểu nữ nhớ ơn ân nhân, có đặt bài vị thờ suốt đời. Viên Ngoại này cũng ưa nghề võ, mong mỏi được gặp ân nhân một phen. Đang nói chuyện thì đã đến cửa nhà, Kim Lão vén mành lên, gọi con gái ra bái kiến, nói rằng, con ta ơi, đại ân nhân đã đến đây. Kim Thúy Liên từ trong nhà đi ra, mời Lỗ Đạt ngồi lên ghế, lại sáo lại. Kim Lão đích thân đi mua thức ăn, đồng thời dặn con gái bày tiệc rượu, nói rằng, nếu không có ân nhân cứu giúp, thì làm sao có được ngày hôm nay. Ba người đang uống rượu, Triệu Viên Ngoại đến, lại bái lại Lỗ Đạt, cùng nhập tiệc. Triệu Viên Ngoại hỏi chuyện Lỗ Đạt đấm chết Trịnh Đồ, hai người lại nói chuyện thế sự, chuyện thương pháp, rất tâm đầu ý hợp. Lỗ Đạt lưu lại nhà Triệu Viên Ngoại mấy hôm. Một hôm, hai người đang ngồi nói chuyện, Kim Lão bỗng nhiên hốt hoảng chạy vào, nói rằng mới có hai người công sai đến dò la tin tức. Lỗ Đạt nghe xong, vì sợ liên lụy đến người khác, bèn muốn cáo biệt, nói rằng, xin đi ngay hôm nay, kẻo liên lụy đến Viên Ngoại. Triệu Viên Ngoại nghĩ ra một cách giúp Lỗ Đạt an thân, bảo rằng, đề hạt đợi ít lâu, Triệu Mỗ sẽ có cách. Nguyên là cách đây 30 dặm có núi Ngũ Đài. Trên núi có trí chân trưởng lão trụ trì chùa Giang Thù với Triệu Viên Ngoại là chỗ quen biết. Triệu Viên Ngoại bỏ không ít tiền của ra giúp, lại hứa thế độ vào chùa một vị tăng, vì thế hắn nghĩ đến việc Lỗ Đạt xuống tóc đi tu để tránh tai mắt quan phủ. Lỗ Đạt vì không có nơi nào để trốn tránh, bèn đồng ý, bảo rằng theo như ý Viên Ngoại, tôi đành làm hòa thượng vậy, trông cậy vào Viên Ngoại cả. Triệu Viên Ngoại đang đêm sắm sửa mọi thứ, chuẩn bị đưa hắn lên núi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Viên Ngoại bảo trang khách khiên kiệu, đích thân đưa Lỗ Đạt đến núi Ngũ Đài. Kiệu đến trước cổng chùa, Trí Chân trưởng lão dẫn các nhà sư ra ngoài nghênh đón. Trí Chân trưởng lão nói, thí chủ hiếm khi đến đây. Triệu Viên Ngoại bảo, vì có chút việc mọn nên đến nhờ. Vào đến vương trượng, Viên Ngoại thấy Lỗ Đạt ngồi ở chỗ bên trên, bèn ghé tai hắn nói nhỏ mấy câu, bảo hắn đứng dậy, nói rằng, ngài muốn xuất gia, trưởng lão ở đây, nên ngồi đâu cho phải. Lỗ Đạt bảo, tôi nào có biết. Triệu Viên Ngoại bèn nói với trưởng lão xin thế độ cho Lỗ Đạt, bảo rằng, mỗ có người em họ, tình nguyện xuất gia, xin vương trượng thu nhận cho, cũng là tâm nguyện của tôi nữa. Trưởng lão tất nhiên đồng ý, nói rằng, việc này cũng dạng rành sờn mồm, dễ thôi, quyết định xuống tóc cho Lỗ Đạt làm hòa thượng, đặt pháp danh là Trí Thâm. Hai hôm sau, trưởng lão chọn giờ tốt, rung chuông đánh trống, tụ họp 500-600 nhà sư trong chùa, tất cả mặc áo cà sa,
theo thứ tự chia ra đứng ở hai bên, trưởng lão làm lễ thụ giới cho Lỗ Trí Thâm. Lỗ Đạt xuống tóc xong, Triệu Diên Ngoại lại đem nhiều lễ vật tặng cho chùa, nhờ trưởng lão đùm bọc Trí Thâm. Trưởng lão nhận lời, hắn vẫn chưa yên tâm, kéo riêng Lỗ Trí Thâm ra chỗ gốc cây thông, lại dặn dò một hồi rằng, hiền đệ, từ nay về sau mọi việc nên cẩn thận, không thể sơ suất, nếu không khó mà gặp lại nhau nữa, xin hãy giữ gìn. Rồi mới lên kiệu ra về. Lỗ Trí Thâm tiễn Triệu Viên Ngoại trở về trai phòng, nằm lăn ra vãn ngủ. Các nhà sư khác khuyên hắn học ngồi thiền, hắn không chịu nghe. Các nhà sư nói, thiện tai, thật là khổ. Lỗ Trí Thâm bảo, lương ếch gì cũng ăn, thiện tai cái gì? Lương ếch ăn đều ngon cả, sao bảo là đắng? Các nhà sư đều không ưa hắn. Hắn thấy không ai nói chuyện với mình, mỗi tối đi ngủ thì cứ trở mình, xoay ngang xoay dọc trên giường, ngáy vàng như sấm. Mỗi khi dậy đi tiểu tiện, lại nói quang quang. Thị giả đem việc Trí Thâm vi phạm khuôn phép, bẩm với trưởng lão, nói rằng Trí Thâm tính tình vô lễ. Có nên chứa chấp loại người như thế không? Trưởng lão nể mặt Triệu Viên Ngoại, không chịu trách mắng, lại còn nói các nhà sư không hiểu biết, bảo rằng, nói nhảm, Trí Thâm mới đến đây, tất nhiên chưa quen phép tắc, sau này tất sửa. Từ đó không ai dám nói nữa. Một hôm, Lỗ Trí Thâm buồn lòng, thấy trời tạnh ráo, liền mặc chiếc áo thâm, buộc dây lưng xanh, đi đôi giày nhà sư, rảo bước ra khỏi sơn môn. Đi đến cái đình ở lưng chừng núi, liền vào ngồi, nghĩ rằng khi trước rượu ngon, thịt ngon, hàng ngày ăn luôn mồm, nay làm quà thượng, thật khổ quá chừng. Triệu Viên Ngoại lại không đưa gì đến để ăn, mồm miệng nhạt quá, có rượu uống thì hay. Đang nghĩ đến rượu, bỗng nghe bên sườn núi có tiếng hát, chim dặm núi xưa bãi chiến trường, một đồng còn nhặt được đào thương, gió xuôi dòng nước ở giang thủy, trong tử ngu cơ biệt bá vương. Thấy một hán tử gánh hai cái thùng, từ xa hát nghêu ngao đi lên núi. Hán tử ấy lên tới cái đình thì ngồi nghỉ ở đấy. Lỗ Trí Thâm thấy trong thùng có rượu ngon, liền đòi mua một bát để uống, hỏi rằng, bao nhiêu một thùng? Người ấy thấy hắn là hòa thượng trong chùa, nên không chịu bán, nói rằng, hòa thượng ngài đừng đùa, trưởng lão có pháp chỉ, bán rượu cho các hòa thượng, sẽ bị trách phạt. Lỗ Trí Thâm nhất định đòi mua, hán tử ấy nói hắn không bán, bảo rằng, có giết tôi cũng không bán, rồi gánh thùng đi. Lỗ Trí Thâm bảo, không bán thật sao? Lỗ Trí Thâm từ trên đình chạy xuống, hai tay giữ lấy cái đòn gánh, lôi một cái, hán tử kia suýt ngã. Hắn bỏ cả thùng, chạy ra xa. Lỗ Trí Thâm xách hai thùng rượu đem đi. Lỗ Trí Thâm đem cả hai thùng rượu lên trên đình, mở nắp thùng, rồi uống luôn. Chỉ một lát, hai thùng rượu đã uống hết một thùng. Uống rượu xong, hắn bảo hán tử kia ngày mai đến lấy tiền. Hán tử kia sợ trưởng lão biết, bèn đem thùng rượu còn lại chia làm hai, gánh chạy như bay xuống núi. Lỗ Trí Thâm ngồi trên đình nửa ngày, hơi rượu bốc lên, liền cởi chiếc áo thầm ra, buộc hai tay áo vào ngang lưng, hai vai để trần đi lên núi. Hai người gác cửa trong chùa thấy Lỗ Trí Thâm sặc sụa hơi rượu đi lên núi, theo phép tắc thì không được cho hắn vào chùa, bèn cầm gậy trúc bước đến sơn môn chặn hắn lại, nói rằng, đệ tử nhà Phật sao được uống rượu say, phái giới uống rượu, phải chịu 40 roi. Lỗ Trí Thâm một là mới làm hòa thượng, hai là tính nết cũ chưa sửa được, thấy người gác cửa chặn lại, lập tức trợn hai mắt, mắng chửi rồi đòi đánh, bảo rằng, mẹ nói chứ, hai người muốn đánh ta sẽ đánh nhau với các người. Người gác cửa thấy đánh không nổi, một người chạy vào đi báo với giám tự. Một người vung gậy rút chặn lại. Lỗ Trí Thâm xòe năm ngón tay, tát vào má người gác cửa một cái, khiến hắn ngã lăn ra trước sơn môn. Sau đó hắn vừa chửi mắng, vừa hùng hổ xông vào chùa. Giám tự nghe người gác cửa bảo, gọi bọn nhà bếp, phu khiên kiểu chừng 20-30 người, ai nấy cầm gậy gộc đi ra, gặp ngay Lỗ Trí Thâm. Lỗ Trí Thâm thấy thế, quát lớn một tiếng, rảo bước chạy đến. Mọi người sợ hãi chạy vào nắp trong điện, đóng cửa lại. Lỗ Trí Thâm sấn vào, tay đấm, chân đá, phá tung cửa, 20-30 người hết đường nên lại chạy. Hắn lại đoạt được cây gậy, từ trong điện đánh ra. Trưởng lão nghe báo, rồi dẫn dăm ba người thị giả đi đến dưới hiên, quát ngăn Lỗ Trí Thâm. Lỗ Trí Thâm tùy say rượu, vẫn nhận ra trưởng lão, quăng cây gậy đến cúi chào trưởng lão. Một mặt phân trần, nói rằng, Trí Thâm uống hai chén rượu, lại chưa hề trêu chọc bọn họ, vậy mà mọi người lại đánh tôi. Trưởng lão bảo, ngươi nể mặt ta, mau đi ngủ đi, sáng mai hẳn nói. Trưởng lão bảo thị giả dìu Lỗ Trí Thâm đi ngủ. Hắn vừa mới lên giường, đã lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, trưởng lão báo thị giả gọi Lỗ Trí Thâm đến vương trượng. Trưởng lão nói, nếu không nể mặt Triệu Viên Ngoại, nhất định đuổi hắn ra khỏi chùa, bảo rằng Triệu Viên Ngoại thế độ cho ngươi, ta thù giới cho ngươi, dạy ngươi năm điều cấm, sao ngươi dám uống rượu say, làm loạn hết cả. Lỗ Trí Thâm quỳ dưới đất, nói lần sau hắn không dám thế nữa. Lỗ Trí Thâm từ đó về sau, liền 3-4 tháng không ra khỏi sơn môn. Bỗng một hôm tiết trời ấm áp, hắn buồn quá, lại thả bộ rời khỏi sơn môn. Hắn đứng ngoài sơn môn, ngắm cảnh vật núi Ngũ Đài, không khỏi khen ngợi. Đúng lúc ấy, hắn nghe dưới núi vẳng lên tiếng chan chát, bèn quay trở về lấy mấy lạng bạc, thong thả xuống núi. Rời khỏi vọng lâu núi Ngũ Đài, trông thấy có hàng bán thịt, bán rau, có cả quán rượu.
Nguyên đây là một thị trấn nhỏ náo nhiệt, hắn nghĩ, mấy hôm uống toàn nước lã, tạm thời mua rượu uống cái đã. Lại nghe tiếng chan chát, thì ra có ba người đang rèn. Hắn đi vào nói muốn làm thiền trượng và giấy đao, bảo rằng, có thép tốt không? Ta muốn làm một cây thiền trượng và một thanh giấy đao. Một người nói, tiểu nhân đang có thép tốt, không biết sư phụ muốn làm thiền trượng và giấy đao nặng bao nhiêu cân? Xin cứ cho biết. Lỗ Trí Thâm trước tiên nói muốn làm thiền trượng nặng 100 cân, người thợ rèn kinh hãi. Lỗ Trí Thâm nói, đao của quan công nặng 81 cân, ta lại không bằng quan công sao? Người thợ rèn bảo, nặng quá thì không tiện, 62 cân cũng đã được rồi. Sao quyết định làm cây thủy ma thiền trượng nặng 62 cân và một thanh giấy đao? Lỗ Trí Thâm rời khỏi lò rèn, đi chưa được 20-30 bước, thấy có một quán rượu. Vào quán rượu, Lỗ Trí Thâm gọi người phục vụ đem rượu đến. Quán rượu ấy mở bằng tiếng vốn của chùa. Trưởng lão có lệnh, nếu bán rượu cho sư trong chùa, sẽ rút lại khoản tiền ấy. Vì thế hắn không chịu bán rượu cho Lỗ Trí Thâm, bảo rằng, không bán được, xin sư phụ đến uống ở quán khác, xin đừng trách. Đừng trách. Lỗ Trí Thâm nói, cứ bán cho ta không nói là quán của người bán đâu. Lỗ Trí Thâm thấy nói mãi không được, lại đến quán khác. Năn nỉ mãi, vẫn không chịu bán, hắn không có cách gì đành lại quay người đi. Chủ quán nhìn theo nói, hắn không biết gì cả, suýt làm bể nồi cơm của chúng ta. Lỗ Trí Thâm nghĩ bụng, nếu không có cách, thì sao có rượu uống? Hắn liền đi vào một quán rượu nhỏ ở mé thôn, nói rằng, chủ nhân, có rượu ngon bán cho nhà sư lỡ đường này một chén. Chủ quán thấy bộ dạng và giọng nói của hắn khác lạ, cho rằng đây là hòa thượng đi ngao du, bèn rót rượu cho hắn, nói rằng, sư phụ, trong ngài như người tỉnh khác, nếu ở núi Ngũ Đài thì không dám bán cho ngài. Lỗ Trí Thâm bảo chủ quán dùng bát lớn rót rượu đem ra. Hắn hứa không uống quá 10 bát, lại hỏi có thịt để nhắm không, bảo rằng, có thịt. Đem một mâm ra đây. Chủ quán nói, có thịt trâu nhưng đều bán hết rồi. Lỗ Trí Thâm bỗng ngửi thấy mùi thịt, lúc bước ra xem, thấy bên tường có nồi thịt chó đang hầm. Bèn bảo chủ quán bán cho ít thịt chó, nói rằng, ngươi có thịt chó, sao không bán cho ta? Mau mang một nửa ra đây. Chủ quán bảo, tôi sợ người xuất gia, không ăn thịt chó. Chủ quán vội lấy nửa nồi thịt chó, lại giả tỏi làm nước chấm, mang cả đến đặt trước mặt Lỗ Trí Thâm. Lỗ Trí Thâm mừng lắm, dùng tay xé thịt chó, chấm nước chấm tỏi. Lại uống liền 10 bát rượu, vẫn chưa chịu thôi, bảo rằng, đem đến một thùng nữa. Lỗ Trí Thâm lại uống một thùng rượu, cho cái đùi chó còn lại vào trong áo, bước ra khỏi cửa nói tiền còn thừa, để ngày mai uống tiếp. Chủ quán dương mắt há mồm, nhìn theo hắn đi về phía núi Ngũ Đài. Lỗ Trí Thâm đi lên trên cái đỉnh ở lưng núi, ngồi một lúc, hơi rượu bốc lên, lại đứng phắt người dậy, nói rằng, ta lâu nay không dùng quyền cước, nay mỏi mệt ta thử mấy đường xem sao. Hắn bước xuống đỉnh, vung quyền cước lên xuống trái phải một hồi. Được một lát, cánh tay đánh trúng cái cột đình, chỉ nghe rắc một tiếng, cột đình bị gãy, mái đình sụt xuống mất một nửa. Người gác trong chùa nghe lưng chừng núi có tiếng động, đến chỗ cao nhìn xem, thấy Lỗ Trí Thâm bước thấp bước cao, đi lên trên núi. Hai người gác cổng liền vội đóng cửa sơn môn, cài then lại. Lỗ Trí Thâm đến trước cửa, thấy sơn môn đã đóng, vung quả đấm lên, đập vào cửa ầm ầm như đánh trống. Đập mãi, thấy cửa không mở, quay mặt sang bên, thấy pho tượng kim cương bên trái trợn mắt nhìn. Lỗ Trí Thâm bèn quát rằng, ngươi là đại hán, không gõ cửa cho ta, còn trợn mắt dọa ta đâu có sợ ngươi. Hắn quát xong liền bẻ một thanh gỗ lan can, nhằm đuôi pho tượng kim cương mà đánh, khiến đất tượng và sơn màu đều dễ dụng. Hắn lại quay người nhìn pho tượng kim cương ở bên phải, bước tới bệ tượng nhằm đuôi pho tượng kim cương đập phát thứ hai. Chỉ nghe một tiếng ầm vang trời, pho tượng kim cương từ trên bệ đổ nhào xuống. Sau đó hắn vung thanh gỗ trên tay, cười ha hả, nói rằng, ai bảo ngươi cười ta. Hai người gác cổng thấy thế, chạy đi báo với trưởng lão. Nói rằng Trí Thâm lại uống say, đập vỡ pho tượng kim cương trấn ở cổng rồi. Trưởng lão lại bảo đừng có trêu chọc hắn, nói rằng, xưa nay thiên tử còn phải tránh kẻ say, kệ hắn. Còn pho tượng kim cương, thì triệu viên ngoại sẽ cho đắp mới lại. Lỗ Trí Thâm ở bên ngoài quát rằng, đám ăn mày kia, không cho ta vào, ta sẽ phóng hỏa, đốt chùa này. Các nhà sư thấy hắn quậy phá hung dữ, sợ hắn phóng hỏa, vội vàng rút then cửa ra. Lỗ Trí Thâm đẩy mạnh cửa, xông vào trong. Trong Phật đường, các nhà sư đang ngồi, thấy Lỗ Trí Thâm vào, đều kinh hãi, cúi đầu xuống. Lỗ Trí Thâm đến cạnh giường, thì bắt đầu nôn mửa. Hắn nôn mửa một hồi, trèo lên trên giường, chẳng kịp cởi dây lưng, lấy ra cái đùi chó, sẽ ăn ngay. Các nhà sư thấy thế vội dùng áo che mặt, nói rằng, thiện tai, thiện tai. Lỗ Trí Thâm đang ăn, thấy các nhà sư lánh ra xa, bèn xé một miếng thịt chó nhét vào miệng một hòa thượng ngồi trên, hòa thượng vội dùng áo che kín mặt. Lỗ Trí Thâm lại nhét miếng thịt vào miệng hòa thượng ngồi dưới. Lúc 4-5 nhà sư ngồi ở giường đối diện chạy đến can ngăn, Lỗ Trí Thâm quẳng miếng thịt đi, vung nắm đấm lên đánh. Tất cả các nhà sư trong điện đều la hét, bỏ y bát mà chạy. Lỗ Trí Thâm đuổi đánh. Lúc ấy giám tự, đô tự gọi đến số 1200,
nhà sư đều cầm thiền trượng gậy gộc nhất tề đánh vào trong tăng đường. Lỗ Trí Thâm thét lên một tiếng, xô đổ bàn thờ, bẻ gãy hai cái chân bàn, từ trong tăng đường đánh ra. Các nhà sư thấy hắn hung dữ, dứt gậy chạy xuống dưới hiên. Lỗ Trí Thâm chỉ đồng đánh tay, chỉ nằm đánh bắt, đánh thẳng đến pháp đường, các nhà sư bị đã thương hơn 10 người. Trưởng lão nghe tiếng huyên náo đi ra quát ngăn lại, nói rằng Trí Thâm không được vô lễ, các nhà sư cũng không được đánh nữa. Lúc ấy Lỗ Trí Thâm đã tỉnh rượu 7-8 phần, nói rằng trưởng lão phần sự giúp tôi. Trưởng lão vì Lỗ Trí Thâm trước đã quấy rối một lần, sau khi báo với Triệu viên ngoại phải viết thư tạ lỗi với các nhà sư. Lần này hắn lại uống say đại náo, phá hỏng đình, tượng kim cương. Liền gọi Lỗ Trí Thâm đến phương trượng dạy dỗ, nói rằng, chỗ này của ta từ trăm năm nay vẫn khói hương thanh tịnh, sao để ngươi làm loạn được, để ta thu xếp cho ngươi đi nơi khác. Đêm ấy lưu lại nghỉ ở phương trượng. Hôm sau trưởng lão quyết định đưa Lỗ Trí Thâm đến nơi khác, trước tiên viết một bức thư hỏi ý Triệu viên ngoại, sau đó gọi Lỗ Trí Thâm đưa một phong thư và 10 lạng bạc trắng cho hắn, bảo hắn đến chùa Đại Tướng Quốc tại Đông Kinh ở với Trí Thanh Thiền Sư. Lỗ Trí Thâm lại trưởng lão chính lại, đeo hành lý trên lưng, cất kỹ bức thư, từ biệt trưởng lão và các nhà sư, rời khỏi núi Ngũ Đài. Xuống núi, Lỗ Trí Thâm đến lò rèn lấy thiền trượng và giấy đao, đem ít bạc vụn trả người thợ rèn. Sau đó hắn đeo hành lý lên lưng, rồi lên đường. Lỗ Trí Thâm đi được nửa tháng, cũng không vào chùa nào nghỉ chân, chỉ vào quán trọ nghỉ tránh nắng. Một hôm, hắn vì mãi ngắm phong cảnh, không ngờ trời đã tối, nên không xin trọ ở đâu được. Lại đi 20-30 dặm, lướt qua một chiếc cầu, trong rừng cây ló ra một trang viện, phía sau trang viện đều là rừng núi trùng điệp. Lúc hắn đến trước trang, thấy mấy chục người đang bận rộn khuân vác đồ đạc. Lỗ Trí Thâm tới chỗ trang khách, xin ngủ nhờ trong trang. Trang khách nói trong trang đêm nay có việc, không nghỉ lại được. Lúc hắn xin nghỉ lại nữa, có trang khách nổi cáo, đe dọa rằng, hòa thượng đi mau, muốn chết hay sao? Nếu ngươi không đi, sẽ bắt trói lại, khiến Lỗ Trí Thâm trong lòng nổi giận, bảo rằng, ngươi là thôn phu, sao lại đòi trói ta? Đám trang khách có người khuyên can, có người chửi mắng. Lỗ Trí Thâm vung thiền trượng định đánh, thấy một lão nhân độ 60-70 tuổi trong trang đi ra, quát hỏi mọi người rằng, các ngươi sao ầm ĩ thế? Lỗ Trí Thâm thấy thế, liền bước tới nói với hắn rằng, ta là nhà sư núi Ngũ Đài, đến Đông Kinh, vì lỡ đường, nên muốn ngủ nhờ. Bọn họ vô lễ đòi bắt trói ta. Bọn trang khách nói, hòa thượng đòi đánh chúng tôi. Lão nhân liền mời Lỗ Trí Thâm vào trang, đến ngồi ở chính đường. Lỗ Trí Thâm cảm tạ đã cho ngủ lại. Lão nhân bảo trang khách bày cơm rượu, lại dặn Lỗ Trí Thâm đêm nay nếu nghe bên ngoài có tiếng khuyên náo, thì đừng ra xem làm gì. Lỗ Trí Thâm lấy làm lạ, liền hỏi lão nhân đêm nay trong trang có việc gì. Thái công nghe hỏi, liền cao mày, nói đêm nay con gái xuất gia, bảo rằng chẳng dám dối ngài. Đêm nay tiểu nữ lấy chồng, nhưng việc này không phải tự nguyện. Lỗ Trí Thâm nói, Thái công, nếu không theo ý nguyện của ngài, nhận con rể làm gì? Nguyên là trang viện ở gần núi Đào Hoa, trên núi mới có hai vị đại vương, tụ tập 600-700 người, quan quân cũng không dám đuổi họ. Một hôm, nhị đầu lĩnh trên núi đến trang viện mượn lương, trông thấy con gái Thái công, liền ép phải gả cho, nói tối nay đến thành thân. Thái công sợ quá, đành phải theo. Lỗ Trí Thâm nghe xong, vội nói hắn có thể khuyên đại vương ấy không lấy con gái Lưu Thái công nữa. Nói giả rằng ở núi Ngũ Đại học được thuyết nhân duyên, dù lòng sắt đá đến đâu cũng phải cảm động, lại dặn rằng đêm nay bảo con gái ngài lánh đi, ta vào phòng con gái ngài dùng thuyết nhân duyên khuyên hắn. Lưu Thái công mừng lắm, nói rằng như thế nhà tôi thật có phúc. Lỗ Trí Thâm ăn uống xong xuôi, cầm thiền trượng, giới đao, bảo con gái Lưu Thái công tránh đi, rồi theo Lưu Thái công đến phòng cưới. Lưu Thái công dặn Lỗ Trí Thâm cẩn thận, mình thì ra ngoài chuẩn bị đón tiếp đại vương. Lỗ Trí Thâm vào phòng đặt cây giới đao đầu giường, dựng cây thiền trượng, buông màn xuống, cởi trần trùng trục leo lên giường. Thấy trời đã tối, Thái công bảo trang khách bày qua quả đèn nến trên sân, chuẩn bị rượu thịt ngon. Khoảng canh một, nghe phía núi có tiếng chiên trống, xa xa có 4-50 ngọn đuốc, một toán người ngựa phóng như bay đến gia trang. Lưu Thái công mở toàn cửa trang, bước ra đón tiếp. Đại vương ấy đến trước trang thì xuống ngựa, toán người đi theo nhất tề chúc mừng, nói rằng mũ nón huy hoàng, đêm nay làm tân lang, quần áo gọn gàng, đêm nay làm cô dâu. Đại vương lên sảnh uống rượu một hồi, liền vội vàng vào phòng cưới, bảo rằng, trượng nhân, phu nhân của con đâu? Thái công nói, vì còn e thẹn, không dám ra đây. Lưu Thái công nghĩ hòa thượng kia sẽ khuyên hắn, liền cầm cây đèn dẫn đại vương đến phòng cưới, nói rằng, phòng này đây, xin đại vương hãy tự vào. Thái công đi ra sau nghe ngóng. Đại vương mở cửa phòng, thấy bên trong tối đèn như mực, bên căn nhà sao Thái công không thắp đèn, nói rằng, ngươi xem, trong phòng không thắp đèn, ngày mai bảo người lên sơn trại đem một thùng dầu tốt về mà thắp. Lỗ Trí Thâm ngồi trong màn cố nhịn cười, không gây tiếng động. Đại vương ấy mò vào phòng, vừa gọi, vừa mò mẫm đi, rờ đến cái màn, bèn vén màn lên, nói rằng, nương tử, sao nàng không ra đón ta? Nàng đừng có e thẹn, ngày mai ta muốn nàng làm áp trại phu nhân.
Lỗ Trí Thâm túm lấy khăn đội đầu của đại vương, đè xuống giường. Đại vương ấy muốn vùng vẫy để thoát, nói rằng, sao nàng đánh chồng. Lỗ Trí Thâm đấm, đá liên hồi, bảo rằng, dạy ngươi cách nhận ra vợ. Đánh đến khi đại vương không ngớt kêu lên rằng, xin tha mạng. Lưu Thái Công cứ ngỡ là Lỗ Trí Thâm đang dùng thuyết nhân duyên khuyên đại vương ấy, không nghĩ trong phòng lại vang lên tiếng kêu cứu, nhất thời kinh hãi. Hắn vội châm đèn, lúc dẫn mấy người đến phòng cưới, thấy Lỗ Trí Thâm đang đè lên người đại vương mà đánh. Toán người núi Đào Hoa đi theo nhất tề vác đao gậy vào cứu. Lỗ Trí Thâm bèn bỏ đại vương, đến bên giường cầm lấy thiền trượng xong ra đánh. Mấy người thấy Lỗ Trí Thâm hung dữ quá, hoảng hốt tháo chạy. Đại vương ấy cũng lồm cồm bò ra khỏi cửa phòng, lên ngựa chạy. Lỗ Trí Thâm đánh lui đám người núi Đào Hoa, thấy Lưu Thái Công về mặt oán trách. Lưu Thái Công nói, chỉ mong sư phụ khuyên nhủ hắn, nay đánh hắn như thế, nhất định sẽ đến giết hại nhà tôi. Lỗ Trí Thâm bèn đem lai lịch của mình nói cho Lưu Thái Công biết, đồng thời bằng lòng ở lại bảo vệ thôn trang, nói rằng, Thái Công đừng sợ, hai đứa ấy có đáng kể gì, cho dù 1-2 nghìn quân mã đến, ta cũng không sợ chúng. Quân mã núi Đào Hoa chạy về sơn trại, nhị đầu lĩnh chưa được động phòng còn bị đánh thâm tím mặt mày, gặp đại đầu lĩnh khóc lóc một hồi. Đại đầu lĩnh nghe xong nổi giận, bèn thống lĩnh quân mã họ hét xuống núi, báo thù cho nhị đầu lĩnh. Bấy giờ Lỗ Trí Thâm đang uống rượu, trang khách bỗng nhiên báo tin quân mã núi Đào Hoa đều kéo đến cả. Lỗ Trí Thâm vội thay áo dài, mặc áo ngắn, dắt giới đao, vắt thiền trượng, rảo bước ra sân. Ra đến ngoài sân, thấy đại đầu lĩnh trong ánh lửa, cưỡi ngựa đến trước trang, vung cây thương dài, lớn tiếng chửi mắng, Lỗ Trí Thâm cũng chửi lại, múa thiền trượng đến đánh. Không ngờ, đại đầu lĩnh bỗng thét lớn dừng tay, bảo rằng, hòa thượng, hãy dừng tay, giọng ngươi hơi quen, hãy nói họ tên. Lỗ Trí Thâm bảo, thằng giặc ngu xuẩn, ngươi hãy lắng nghe tên ta đây. Nói họ tên xong, đại đầu lĩnh liền nhảy xuống ngựa, quẳng cây thương với chào. Lỗ Trí Thâm mượn cây đuốc soi cho kỹ, thì ra là đã hổ tướng Lý Trung. Lỗ Trí Thâm đáp lễ, rồi gọi Lý Trung vào trong nói chuyện. Lưu Thái Công thấy thế, cho là hòa thượng cũng là một bọn với sơn trại, trong lòng lo sợ. Lỗ Trí Thâm, Lý Trung kể lại tình hình sau khi giả biệt. Thì ra Lý Trung từ khi rời Vị Châu, đi qua núi Đào Hoa, đầu lĩnh trên núi là tiểu bá vương Chu Thông chặn đường cướp, bị Lý Trung đánh bại, bèn giữ lại trên núi làm thủ lĩnh. Nhị đầu lĩnh bị đánh chính là Chu Thông. Lỗ Trí Thâm nói, Lưu Thái Công chỉ có một con gái, muốn cho ở bên mình, xin ngươi báo với Chu Thông, bảo hắn chọn người khác. Lỗ Trí Thâm bèn bảo Lý Trung nói rõ với Chu Thông, đừng đả động đến việc cưới xin với Lưu Thái Công nữa. Lý Trung liền vội đồng ý, Lưu Thái Công nghe thấy, mới vui mừng. Lý Trung lại mời Lỗ Trí Thâm lên núi, đồng thời mời Lưu Thái Công cũng đi một chuyến. Ba người lên núi, Lý Trung bảo, hòa thượng này chính là Lỗ Đạt ba đấm đánh chết Trấn Quan Tây, mà ta thường nói với người đó. Chu Thông trông thấy hòa thượng thì muốn gây sự, bỗng nghe nói hắn là Lỗ Đạt, kêu lên một tiếng, thế à, liền vội vái lại. Lỗ Trí Thâm bảo, đừng trách tôi việc ẩu đả. Ba người yên vị, Lỗ Trí Thâm trước mặt Lưu Thái Công bảo Chu Thông chọn vợ nơi khác, nói rằng, Chu huynh đệ, hãy nghe ta nói, Lưu Thái Công chỉ có một con gái, để nhờ cậy lúc già. Nếu ngươi đòi gả cho, hắn sẽ mất nơi nương tựa, chi bằng chọn chỗ khác. Chu Thông đồng ý, bẻ một mũi tên, thể quyết không sai lời, nói rằng, nay nghe đại ca khuyên bảo, không đòi lấy con gái Lưu Thái Công nữa, nếu sai lời, sẽ như mũi tên này. Lưu Thái Công bái tạ, trả lại sính lễ, xuống núi trở về trang. Lỗ Trí Thâm ở lại núi Đào Hoa mấy hôm, nhất định cáo biệt. Lý Trung, Chu Thông giữ không được, bèn giết lợn mổ dê làm tiệc tiễn hành. Tiệc tan, Lỗ Trí Thâm bèn cáo biệt xuống núi. Sau mấy hôm, Lỗ Trí Thâm đến Đông Kinh. Hắn thấy phố xá náo nhiệt, tiếng người nói ồn ào, chẳng mấy chốc đã đến chùa Đại Tướng Quốc. Lỗ Trí Thâm vào chùa, đi thẳng đến vương trượng. Trí Thanh trưởng lão xem thư, biết Lỗ Trí Thâm khó bảo ban được, bèn sai hắn đi trong coi vườn ra ngoài cửa toàn táo. Vườn ra ngoài cửa toàn táo, nguyên vẫn có 20-30 tên du đảng, thường vào vườn trộm rau. Hôm ấy chúng lại đến trộm rau, thấy trên cổng treo bảng văn mới, liền bàn bạc định đánh Lỗ Trí Thâm một trận để dằn mặt. Chúng nói, chùa Đại Tướng Quốc sai một hòa thượng tên là Lỗ Trí Thâm đến trồng vườn rau, thừa lúc hắn mới đến, đánh cho một trận, cho hắn sợ chúng ta. Hôm sau, Lỗ Trí Thâm đến nhà giải vụ ở ngoài cửa toàn táo, mấy nhà sư trồng rau ở đây đều đến tham kiến. Hắn tiếp quản công việc xong, liền đi ra vườn rau xem xét. Bấy giờ 20-30 tên du đảng đem hoa quả rượu thịt, đến làm lễ chào, mấy tên đi đầu sập lạy nhưng không chịu đứng dậy, chỉ mong hòa thượng đến đỡ chúng dậy, để thừa dịp ra tay, nói rằng, sư phụ, đừng giận chúng tôi. Lỗ Trí Thâm thấy thế, trong bụng đã sớm nghi ngờ. Lỗ Trí Thâm rảo bước đến trước mặt chúng. Mấy tên đi đầu một đứa nắm lấy chân trái, một đứa ôm lấy chân phải, bảo rằng, bọn tiểu nhân bái kiến sư phụ, định ném Lỗ Trí Thâm xuống hố phân. Lỗ Trí Thâm vội phi chân phải lên, đã tên thứ nhất ngã xuống hố phân, tên thứ hai định chạy. Lỗ Trí Thâm lại vung chân trái đá, hai tên đều bị ngã xuống hố phân. 20-30 người còn lại kinh hãi trợn mắt há mồm, vừa định tháo chạy, bị Lỗ Trí Thâm quát một tiếng,
đều không dám nhúc nhích. Lại thấy hai tên dưới Hố Vân ngóc đầu lên xin tha, nói rằng, sư phụ, hãy tha cho chúng tôi. Lũ Trí Thâm bảo mọi người lôi chúng lên, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đến nhà giải vũ ngồi nói chuyện. Mọi người thấy hắn có võ nghệ, đều quỳ xuống xin nghe sai bảo, nói rằng, sư phụ là trưởng lão từ đâu tới, bọn tôi nguyện xin hầu hạ. Lũ Trí Thâm chế ngự được lũ du đảng, hàng ngày trừ những lúc đi trông coi các nhà sư trồng rau, thì tập luyện quyền cước, cũng dạy cho lũ du đảng học chút võ nghệ. Một hôm, lũ du đảng góp tiền mua mấy hũ rượu mời Lũ Trí Thâm. Bọn chúng đang định xin Lũ Trí Thâm giảng võ nghệ, nghe trên cây có tiếng quạ kêu, mọi người thấy khó chịu, bèn định trèo lên cây phá tổ chim ấy. Lũ Trí Thâm nhân có rượu cao hứng đi đến trước gốc cây, nghỉ ngơi một lát, bảo lũ du đảng tránh xa, mình thì cởi áo dài ra. Chỉ thấy Lũ Trí Thâm tay phải hạ xuống, cúi gặp mình, tay trái kéo lên, xoay lưng một cái, nhổ bật cả cây dương liễu ấy lên. Mọi người thấy thế, nhất tề lại dưới đất. Từ đó Lũ Trí Thâm thường cùng bọn chúng bàn luận thương pháp, múa võ vung quyền, lũ du đảng tâm phục khẩu phục, đều coi hắn như một vị thần.